Chào các bạn, hôm nay Dương Nguyễn Family xin giới thiệu đến các bạn một quán cà phê cực kỳ đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Quán cà phê này thì lần đầu tiên mình được tới đây luôn các bạn. Tuy có nhiều lần mình đi ngang qua rồi thấy rất là đẹp nhưng mà chưa có cơ hội để mình được vào bên trong. Thì hôm nay sẵn có dịp mình vào bên trong quán thì mình sẽ quay lại những cái trang trí ở trong quán để cho các bạn cùng xem nha. Đặc biệt là đang vào mùa Noel và mùa Tết Tây cho nên ở quán trang trí rất là nhiều đèn, đặc biệt là những cái dây đèn đèn nháy các bạn, rất là đẹp luôn. Nếu mà bạn nào mà thích chụp ảnh hoặc là quay phim thì mình nghĩ ở đây có rất là nhiều góc ảnh để cho các bạn thay đổi khung hình ha, hoặc là mình có những cái thước phim tuyệt đẹp cho cái mùa Noel cũng như là mùa Tết Tây 2019-2020 này các bạn nha. Thì địa chỉ của quán cà phê này là ở số 9 Trương Công Định, quận Tân Bình nha các bạn. Rất là dễ tìm, nó nằm ngay gần ngã ba đường Trường Chinh và đường Trương Công Định luôn. Nó ngoài mặt tiền đường Trương Công Định cho nên nếu mà mình đi trên đường Trương Công Định là mình sẽ rất là dễ thấy. Bởi vì ở bên trong trang trí rất là sáng, đèn nhìn vô là thấy sáng rực một góc luôn các bạn. Nhìn vào bên trong là mình rất là muốn bước vào liền luôn. Không gian bên trong được thiết kế rất là gọi là hợp phong thủy đó các bạn. Không gian bên trong thiết kế nhìn rất là ấn tượng các bạn, đầy đủ mọi góc nhìn luôn. Nào là thác nước ha, cầu treo có, rồi lầu có, ở bên trong phòng lạnh có, ở ngoài không gian bên ngoài cũng có các bạn. Nói chung là tới khi mà khách tới đây thì có thể là đáp ứng đủ mọi nhu cầu của khách hàng luôn. Khách thích ngồi ở đâu, không gian nào thì sẽ có cái không gian đó. Đây là cái cầu ha, cái cầu bắc qua cái thác nước. Đây cũng là một trong những cái điểm chụp hình rất là đẹp nha các bạn, rất là lý tưởng luôn. Đang là mùa Giáng sinh cho nên ở đây trang trí đặc biệt là ấn tượng về Giáng sinh nha. Những cái bông tuyết, những cái cây thông Noel, những cái băng rôn màu đỏ, nhìn là mình sẽ thấy cái không khí Giáng sinh ha. Đèn trang trí ở đây thì mình thấy hai cái loại đèn, đó là đèn nháy màu trắng và đèn ở bên trong thì là đèn vàng. Nhìn nó rất là nổi bật, đèn trắng thì cho mình thấy nó sáng ha, còn màu vàng thì nhìn thấy nó rất là ấm áp. Quán trang trí rất là cầu kỳ nha, rất là cầu kỳ, rất là bắt mắt. Đây là thác nước nha các bạn, thác nước này cũng rất là cao. Mọi chi tiết, mọi thiết kế ở đây và mọi góc trang trí ở đây đều rất là tinh tế. Màu sắc thì cũng rất là ấn tượng, rất là đẹp. Có thể nói là mọi góc quay, mọi góc nhìn và mỗi cái chỗ ngồi mình đều có một cái ấn tượng khác nhau nha. Đây là một góc trang trí nhỏ phía dưới chân thác nước nha các bạn. Hai hình ảnh ông già Noel cho mùa Giáng sinh. Không gian bên trong quán rất là rộng các bạn, về độ sâu rất là rộng luôn, rất là sâu. Có rất là nhiều góc
có nhiều góc ngồi, có nhiều chỗ ngồi để cho mình lựa chọn nha. Trên cao cũng có, ở dưới thấp cũng có. Là những dây đèn thiết kế theo cái hình làm theo cái đèn tròn tú cầu các bạn ha. Đây là những chú nhạc công. Menu ở quán cũng có rất là nhiều sự lựa chọn nha các bạn. Thức uống nóng có, lạnh có, kem có, đồ ăn cũng có luôn nha các bạn. Giá thì mình thấy cũng hợp lý ha. So với lại cái thiết kế của quán, vị trí của quán thì giá ở đây thì mình thấy là cũng hợp lý nha các bạn. Nếu mà mình đi tới đây thì mình có thể ăn, uống, ngắm cảnh, chụp hình, quay phim. Đặc biệt là ở đây còn có món chay nữa các bạn. Cho nên là chay, mặn hay là đều các bạn tổ chức tiệc hay là họp nhóm hay gì đó thì ở đây đều phục vụ được hết nè các bạn. Vừa có đồ ăn, vừa có nước uống, có kem, vừa có chỗ để cho mình chụp hình, quay phim. Nói chung là mình thấy ở đây là một địa điểm lý tưởng để cho gia đình hoặc là bạn bè hoặc là nhóm để mà mình tới đây mình thư giãn, nói chuyện hoặc là hội họp gì đều được nha các bạn. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Dương Nguyễn Family nha. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thật an lành, một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân ái chào các bạn nha.